Theo số liệu từ ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, kể từ khi thực thi chính sách từ nghị quyết số 248/2022 về chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn, ban đã hoàn thiện hồ sơ và thực hiện hỗ trợ kinh phí hơn 17 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ chuyến tàu 2,5 tỷ đồng và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện xuất nhập khẩu bằng container 14,6 tỷ đồng. Năm 2024, cảng Nghi Sơn phấn đấu khối lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 46 triệu tấn. Hoạt động này sẽ tạo nguồn thu quan trọng cho ngân sách nhà nước. Hiện nay cùng với các giải pháp đầu tư nâng cao năng lực cảng, tỉnh Thanh Hóa đang xúc tiến kêu gọi các hãng tàu, doanh nghiệp dịch chuyển về làm dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, đưa cảng Nghi Sơn sớm hoạt động sôi động tương ứng với tiềm năng